Hôm nay mình giới thiệu mọi người hoa lan hồ điệp màu tím. Đây. Đây. Đầu kia xa xa kia có một bông đang nở kìa. Cây đang nở đấy. Đây còn nở ở đây. Đây nó có nhụy sắp nở đây này. Giờ đấy. Hoa. Đây là lan hồ điệp màu tím loại to nha. Đó. Nó hiện tại cái chậu bên trong nó đây. Lá ở đây. Đấy. To chưa? Đó. Chậu này lá rất to này. Lá to nó. Tầm 25 30 cm đấy, lá đó, chậu nó có một nhánh là thế thôi. Đây. Nó cho ra hoa. Một nhánh này nó ra hai hàng hoa này. Đây. Thấy chưa? Đó, hai hàng hoa. Nhánh nó chạy ra hai hàng. Đó, hai nhánh này, nhánh này. Hoa nó hoa to chưa? Đấy, lan hồ điệp tím này. Này, sát này, đẹp chưa? Đó, hoa trồng hoa luôn. Đấy. Chậu hoa lan tím hồ điệp đấy. Lan này hồ điệp này thì nó có nhiều màu nhá, có màu màu trắng rồi màu vàng, tím mình quay màu vàng coi hay màu tím trước. Đó. Chưa lan hồ điệp đấy. Đâu kia có một chậu gần nở kìa. Đó. Đây này. Đấy. Chậu gần nở đấy. Đấy, gần hết đó, hai nhánh đấy. Đấy, cùng lan hồ điệp luôn. Đẹp chưa? Đó, nó có mấy bút gần nở đấy, bút bên dưới này này. Đấy. Đó. Hoa to đẹp nhé.